Do Kyung Soo từ giọng ca đầy nội lực đến sự nghiệp diễn xuất thành công. Do Kyung Soo còn được biết đến với nghệ danh D.O, thành viên của nhóm nhạc EXO, anh chàng đa tài với kỹ năng hát, nhảy, rap đều ở mức khá. Ngoài việc là thành viên của nhóm nhạc hàng đầu, anh còn là một diễn viên đầy triển vọng với nhiều vai diễn ấn tượng. Có thể nói, Do Kyung Soo chính là một trong những idol đá chéo sân thành công nhất hiện nay. Không giống nhiều idol khác thường lựa chọn vai chính trong các web drama mang hơi hướng thần tượng, nam thần, thanh xuân vườn trường để chuyển mình, Kyung Soo bắt đầu diễn từ những vai phụ nhỏ nhất nhưng đa dạng về tính cách. Nếu những ai đã từng xem qua diễn xuất của nam thần tượng thì chắc chắn đều sẽ ấn tượng với nhân vật hư cấu, nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong It's OK, Just Love, kẻ sát nhân nguy hiểm trong I Remember You, hay chàng thế tử lạnh lùng trong 100 Days My Prince. Mỗi một nhân vật mà nam diễn viên lựa chọn đều có nét đặc trưng riêng và nội tâm vô cùng sâu sắc, không bị dập khuôn. Cũng nhờ vậy, khả năng diễn xuất của anh chàng luôn được cả giới chuyên gia và khán giả đánh giá cao. Từ bộ phim đầu tay là Cat 2014, đến vai nam chính đầu tiên trong 100 Days My Prince, Do Kyung Soo dần khẳng định khả năng hóa thân thần sầu của mình, xóa bỏ định kiến idol đi diễn, khiến các fan phồng mũi tự hào. Với những thành tích đã đạt được, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào các dự án tiếp theo của anh chàng. Cùng xem lại 100 Days My Prince, theo dõi hành trình của vị thế tử Lee Jun do Kyung Soo thủ vai trên ca cộng nhé.